Hello, chào bạn. Tất tèo. Hôm trước mình có một chủ đề về sửa cái điều khiển tivi rồi. Hôm nay mình có một cái chia sẻ với bạn một cái chủ đề khá hay về sửa cái quạt đây gọi là quạt gì nhỉ? Quạt làm mát đồ chơi trẻ em. Cái này các bạn thấy nhiều à? Cái quạt này thì hiện tại bây giờ đang dùng và bị lỗi. Không hoạt động được. Đấy thì mình với các bạn hôm nay sẽ tiến hành sửa cái quạt này nhá. Quạt này thì công nhận anh Tàu anh làm siêu, vừa nhỏ vừa bé, giá thành rất là mềm mà chạy nhiều tính năng. Nhỏ gọn, nó công nghệ gia công tốt thật, tuyệt vời luôn. Đây các bạn sẽ vặn 4 ốc ra nhé, 1, 2, 3, 4 này. Mở được cái mặt ra, đây là mặt bên trong thiết bị này, gồm có hai mặt thôi. Đây là phần động cơ gắn ở đây. Động cơ các bạn muốn nó khỏe hơn thì các bạn tăng sức mạnh động cơ lên nhé, hoặc là không giữ nguyên được. Đây nó có phần mấy cái con IC điều khiển này, đây gắn hết ở khu vực này. Đây là cái mạch sạc để sạc điện lại cho thiết bị. Đấy, rất là đơn giản, họ thiết kế và nó tuyệt vời luôn, nhỏ gọn. Con IC này thì hôm trước anh bảo là nó bị một vấn đề, bây giờ đang là bấm cái nút này này, nút nhận nút không. Đây các bạn này, nhích lên cái nó dừng luôn này, không biết nó đang bị chập chỗ nào. Để mình xem nút mặt này, đây là nút active nút này, shift on nút này. Nút này sẽ là nút chạy này, nút này nút off này, chạy phải nút này. Bạn thấy không? Chạy luôn này, chứng tỏ khả năng là con IC nó bị lỏng chân. Để mình tiến hành, mình với các bạn sẽ tiến hành hàn lại chân của anh nhé, xem làm sao. Hàn nếu mà các bạn có cái máy khò thì tốt hơn, bởi vì cái mạch này nó hơi nhỏ thì sợ hàn rất là nguy hiểm, sẽ dẫn đến tiện được học mạch. Với cái mạch này các bạn hàn thật khéo nhé. Các bạn nhìn thấy thì cả cái mạch có mỗi một con IC này, còn lại ở trong toàn những cái linh kiện cơ bản thôi, nên nếu như mà không cẩn thận nó hỏng ngay con này, hỏng con này gần như là bỏ đi luôn, không có đồ để thay. Mà cái này giá nó cũng rất là rẻ rồi, cũng không ai có thay cái này cả. Rất là giỏi, bé nhưng mà nó điều khiển ở tốc độ luôn. Khi các bạn dùng các cái thiết bị này thì điểm chú ý quan trọng nhất chính là cái phần điện nguồn vào là không được để bị lỗi. Vì cái mạch này khi họ thiết kế ra là các cái phần mạch bảo vệ họ cắt giảm đi rất là nhiều để giảm giá thành thiết bị đi, nên nó bị lỗi là rất là nguy hiểm. Đây mạch đã chạy các bạn nhé, không biết cái mạch này nó bút kiểu gì mà rất là khỏe luôn. Tốc độ của cái động cơ này, động cơ truyền thống thôi, không có gì cả, động cơ thấp nhỏ này. Đây mình rút các bạn xem nhé, động cơ truyền thống đây. Động cơ này các bạn thấy rất là nhiều, mỗi thẻ lắp một cánh mà chạy rất là khỏe. Động cơ này các bạn có thể thay bằng cái, hôm trước mình có một cái quạt ấy, cái mạch quạt ấy, cái cánh máy bay ấy, các bạn dùng cái cánh lắp cái này chạy rất là khỏe luôn. Này lại còn mát nữa, gió thổi rất là mạnh, mạnh mà bị tiếng là cái cánh nó hơi không chuẩn lắm nên hơi bị lắc. Đây là quá trình sửa cái quạt chạy pin đi xong bạn ạ, rất là nhanh và dễ, các bạn tự làm tại nhà. Đấy thì cái lỗi hỏng đây chính là chỗ này, cái mạch pin nó bị gãy thế thôi, thế mình tưởng nó lỏng đây nhưng không phải. Các bạn chỉ cần sửa như vậy thôi là xong. Cái đồ này thì giá nó rẻ quá, thành ra nếu mà mang ra ngoài thì hơi khó. Chỉ ở nhà các bạn có các cái thiết bị như mỏ hàn rồi một số đồ khác là các bạn có thể sửa được cái này. Đấy, những cái mỏ hàn hay những cái linh kiện để sửa các bạn có thể tìm ở trong web nhé, sao.com sẽ có cái linh kiện và đồ cho bạn sửa cái đồ này. Thì cách như vậy thì nhanh nhất thôi, chứ còn mang ra tiệm thì cái này họ ngại, rất ngại sửa. Các bạn bắt 4 ốc lại nha, ốc họ cũng rất tiết kiệm luôn này. Nhưng anh Tàu ấy, đúng cái đồ này giá nó mềm khác, ốc át thứ rất là tiết kiệm tối đa luôn. Đây, bắt 4 ốc vào đây như thế này. Xong. Đấy, quá trình sửa rất đơn giản luôn, chạy luôn. Các bạn có thể sạc lại được, cắm vào đây,
có cổng sạc luôn. Thế mà ghê. Thay pin được, rất là tiện. Rồi, vào theo clip mình nha.